Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 20.000 USDT. Chương trình airdrop này random cho 500 member may mắn nha bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà link phong. Con này chạy trên mạng của Okachain nha bạn. Thì bạn nào có địa chỉ MetaMask tích hợp mạng từ Mainnet UGL của Okachain vào các bạn. Okachain vào. Rồi nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter đó các bạn. Trên Twitter đó các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nó giúp mình nè. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn like và request cho Binance tăng 3 người bạn với hashtag này các bạn. Để đủ điều kiện nha các bạn. Các bạn nhấp vào Twitter của nó nè. Các bạn viết ra game này các bạn like nè. Các bạn dán biết cái game nè. Các bạn dán vào nè các bạn. Rồi các bạn tăng dài người bạn mình vào các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn submit link retweet nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè. Rồi nhập vào avatar, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn cái link tweet nè. Bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn gỡ một cái bằng ảnh, một cái bằng chứng bức ảnh chụp các bạn đã theo dõi Twitter của nó nha các bạn. Chọn từ thiết bị nè, chọn tên nè. Rồi, các bạn nhập vào một chọn nè. Rồi các bạn tải lên nha các bạn. Sau đó các bạn dùng địa chỉ Okachain nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên dưới MetaMask của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tất cả bấm gỡ là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng 20.000 USDT. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.